Đây là con tắc kè nhà mình nuôi nhé, con tắc kè hoa, thấy nó dễ thương không? con tắc kè nhà mình nuôi nhé. Tắc kè hoa nhà mình nuôi, nó rất là ngoan, mình có thể đụng nó nữa nè. Tắc kè hoa nhà mình nuôi rất là dễ thương. Bò đi rồi đó, thấy không? Bò vô trong tủ núp đi con. Ok. Đó. Tắc kè hoa nhà mình nuôi đấy nhé. Bò lên con. Bò lên. Bò lên. Rồi nó nhảy vô trốn luôn rồi.